Cô ấy đùa thôi Nhưng cô ấy bảo là nếu bí thư không dám quyết ấy, Thì cô ấy cũng sẽ làm Tôi gợi ý Hay là làm theo thằng Linh Sơn Bán độn kèm theo sổ gạo Nhưng cô ấy bảo là sẽ làm khác đi xem thế nào Tôi và chị Thường cũng vừa bàn với nhau về việc này Làm sao cả người bán và người mua đều có lợi Ông thấy thế nào Nếu cô chi quyết việc này Thì chỉ bó hẹp trong huyện của cô ấy phụ trách nhưng mà nhớ bà con mang đi bán ở huyện khác Mà bị tịch thu thì làm sao Nếu anh quyết ấy, Thì họ có thể mang đi khắp cả tỉnh Tôi nghĩ số lượng khoai tây của hai hợp tác xã ở Đạo Thắng Thu được không phải là ít Nếu chỉ bán loanh quanh ở trong huyện Tam Bình ấy Thì không thể tiêu thụ hết được Còn để khoai tây thối giữa ra ấy Thì sau này Có vận động bà con nông dân làm sen canh Thì họ cũng chẳng tha thiết nữa đâu anh ạ thị trường nông sản tự do tại sao những người thừa lại không được bán cho người thiếu nhỉ theo tôi nghĩ những người nông dân sau khi hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước rồi họ có thể bán những nông phẩm thừa của họ như lợn gà ngô sắn ra thị trường chứ chị thường với ông côn thấy thế nào liệu có làm được không thế chú định à làm cái việc đội đá vá trời đấy Phỏng Có khi chưa vá được trời Thì đá nó đè cho nát như cám ấy Ý kiến chị Thường có lý đấy Nhưng suy nghĩ của anh Kim phải nói là rất hay Nếu mà làm được việc này ấy, Thì sẽ kích thích nông dân sản xuất cung cầu xã hội cũng được điều hòa tự nhiên Nhưng lúc này tìm cách vượt lên trước thì vô cùng nguy hiểm Phải có người dám sông lên trước chứ cậu Cứ khoác tay nhau mà giả hàng ngang thì biết khi nào tới đích được. Không có Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai thì quân ta bị quân địch tiêu diệt hết, còn đánh đấm gì nữa. Chú đừng có ví von như thế. Chú mà xông lên mở cửa thị trường nông sản tự do thì chẳng được tuyên dương anh hùng như Phan Đình Giót thì chớ, có khi lại còn lôi thôi to ấy. Tôi lo lắm. Thế là ngọn lửa nhiệt tình của tôi Bị hai gáo nước lạnh của chị và tay côn dập tắt mất rồi. Uhm. Thế bây giờ giải quyết về vụ khoai tây của Hợp tác xã Đạo Thắng thế nào đây? Hay đùn đẩy cho cô Chí? Khi nãy tôi đã nói với anh rồi, cứ lặng lẽ cho nông dân gánh khoai đi bán. Dỉ tai với cái đám ngăn sông cấm chợ, không được tịch thu của dân. Chứ đừng tuyên bố mở cửa thị trường nông sản tự do làm gì. Nếu trên biết mà phê bình thì cứ coi như là biện pháp tình thế cứu nông dân tiêu thụ số khoai tây sắp bị thối <laughs> tay này cũng mưu mẹo ra phết đấy à, đúng là ếch chết vì tiếng kêu thôi được lát nữa tôi sẽ điện cho cô chi nói đúng như vậy nhé cho nông dân đem khoai tây đi bán trong phạm vi toàn tỉnh chuyện khoai tây coi như xong nhé nhân có chị thường ở đây ông côn báo cáo cụ thể kết quả bầu cử ban quản trị hợp tác xã gia đạo và bàn xem có nên cho ra đạo tổ chức thí điểm khoán đến hộ trong vụ đông xuân này hay không ông xuống dự đại hội gì mà mãi chiều qua mới về à mê bí thư huyện ủy tam bình là phải không đúng là mê nhưng không phải mê gái đâu anh ạ không mê mà ở lại dưới đấy ba hôm họp đại hội xong tôi và cô chi xuống hợp tác xã an bình ông xuống an bình có việc gì thế ôi ở dưới đó hay lắm anh ạ họ đang đến gần sát với cái cách khoán hộ mà anh đang định làm ở gia đạo đấy. Nó khoán kiểu gì thế? Khoán cho một số hộ xã viên, tùy theo công việc mà có thể là hai hộ, ba hộ và nhiều nhất là bốn hộ thành một nhóm anh ạ. Những hộ này nhà phải ở gần nhau, chủ động thời gian bàn bạc phân công công việc không lệ thuộc vào hợp tác xã. Rồi tùy theo công việc mà cách khoán của hợp tác xã có thể là ngắn hạn hoặc là cả vụ. Thế nào là khoán ngắn hạn, thế nào là khoán cả vụ? Thí dụ như là khoán công làm cỏ ấy, thì có thể gọi là khoán ngắn hạn. Nhưng tát nước ấy thì phải khoán cả vụ. Vì nước cần cho cả vụ. Ừ. Thế những người nhận khoán ngắn hạn thì làm gì sau khi xong việc? Tiếp tục nhận khoán những công việc khác cho đến hết vụ. Việc nhà nông thì lúc nào mà chẳng có hả anh? Công điểm tính thế nào nhỉ? Khoán công điểm và công việc rồi các nhóm tự chia nhau. Ừ. Xã viên rất đồng tình với cách khoán này vì họ được tự chủ hoàn toàn. Vì ở gần nhau nên chỉ cần hẹn hò hôm nay làm gì, mấy giờ có mặt ở ngoài đồng. Cứ y hẹn mà làm. Anh thấy có giống kiểu khoán hộ không? Ừ. Cách khoán này có nhiều cái hay đấy lãnh đạo ở An Bình cũng chịu khó học hỏi lắm. Bí thư đảng ủy, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đã cơm đùm cơm nắm lên tận Cao Sơn để tìm hiểu cách làm ăn của hợp tác xã Đằng Xá đây anh ạ. Ừ, vai trò của chủ nhiệm hợp tác là quan trọng lắm. Thế tay chủ nhiệm hợp tác gia đạo thế nào? Tay dậu ấy khá đấy, có thể làm nên chuyện anh ạ. Có phải tay dậu đã có lần định làm đơn xin ra khỏi đảng và hợp tác xã không? <laughs> anh nhớ lâu nhỉ? Cái hay ở gia đạo ấy mà nơi khác chưa có là có hai người phụ nữ ở trong ban quản trị trong đó có một cô bí thư tri đoàn thanh niên mới ham hai ham ba gì đó làm như vậy là đúng hướng đấy chiến tranh ngày càng ác liệt đàn ông trẻ khỏe lần lượt ra mặt trận hết nếu không sớm bồi dưỡng các lực lượng nữ để thay dần vào các cương vị lãnh đạo thì là gay đấy chứ chả bỡn đâu có khi phải có một nghị quyết riêng về việc này chị ạ ví dụ như cơ quan huyện phải có 30% là nữ. Xã và hợp tác xã phải là 50%. Gia đạo gần đạt rồi đấy. Hai chú cứ làm việc đi. Việc của tôi coi như xong. Tôi sang chỗ Trung Quốc đây. <laughs> Chào chị. Anh và chị Thường vừa bàn với nhau chuyện gì đấy? Có gì đâu về việc kỷ luật tay sinh, phó thi thương hiệp. Cấu kết với nhân viên cửa hàng bách hóa, tuần hàng cho con buôn nội bộ thi thương nghiệp đề nghị cảnh cáo khi lý lịch đảng viên. Tôi bàn với chị Thường, kết hợp với ông Quốc, chỉ đạo chi bộ thi thương nghiệp, họp và nâng mức kỷ luật lên, là khai trừ đảng và bố trí công việc khác, chứ không ở trong ngành thương nghiệp nữa. Có nặng quá không anh? Thế mà nặng à? Trong lúc cả nước phải nhường nhịn nhau từng cái kim sợi chỉ, thì hắn và bọn nhân viên dưới quyền tuồn hàng cho con buôn để trục lợi khai trừ đảng còn là nhẹ đấy đáng ra phải cách chức và đuổi cổ khỏi hàng ngũ cán bộ nhà nước thế mới đáng thế chị thường có đồng ý không ạ nhất trí hoàn toàn nhưng vì tây sinh là cán bộ cấp dưới của quốc nên qua trao đổi cho có tình có lý thôi à mà này hôm nào tớ và cậu bỏ một ngày xuống làm việc với thường vụ huyện ủy tam bình để tìm lối đi cho gia đạo nhé tôi cũng đang định nói với anh như thế Mấy hôm nay tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Liệu rằng thời cơ ra nghị quyết về hướng đi cho hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh ta đã đến chưa? Nếu chúng ta không có một nghị quyết chỉ đạo thống nhất, tớ lo nó sẽ đi chảy hướng thì chết. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy, nhưng thấy ra nghị quyết lúc này có lẽ hơi sớm vì chưa tổng kết được phong trào. Làm gì có phong trào nào mà tổng kết? Tất cả mới chỉ là hiện tượng tự phát. Huyện nào cũng có vài ba hợp tác xã tự nghĩ ra rồi làm lấy. Chứ có ai chỉ đạo đâu. Nhiều hợp tác xã còn giấu cả huyện. Vì sợ bị kỷ luật. Ngược lại, một số nơi khác lại sợ sai nên không dám làm. Nhưng khi đã có một nghị quyết rồi, thì tất cả các tổ chức đảng trong tỉnh phải chấp hành. Nhưng cũng phải tổng kết đánh giá lại phong trào. Từ khi đưa các hợp tác xã lên quy mô thì tại sao kinh tế của các hợp tác xã ngày càng đi xuống? Có như thế, thì khi đưa ra nghị quyết mới có sức thuyết phục. Ừ. Ông nói đúng đấy. Có lẽ sắp tới ông phải giúp tôi việc này, vì ông là trưởng ban nông nghiệp của tỉnh. Làm sao nhanh nhất, phải có đủ căn cứ để soạn thảo một nghị quyết về hướng phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp trong tình hình mới. Ừ. nếu cần người giúp tớ sẽ giao cậu đô làm thư ký riêng cho ông tớ tự lo công việc lấy cũng được <laughs> ai lại thế trưởng ban nông nghiệp thì lại có thư ký riêng còn bí thư tỉnh ủy thì tự lo lấy thế anh cho tôi thời gian bao lâu nào hai tháng vừa đi khảo sát vừa viết có được không làm sớm ngày nào thì nông dân đỡ khổ ngày đúng không ạ ừ. mỗi một hợp tác xã ít ra cũng phải ở 5 ngày ừ. chứ không thể cứ ngợi xem hoa được. Ừ. Tính sơ sơ 30 hợp tác xã ít nhất mất 150 ngày. Như vậy là riêng khảo sát đã mất 5 tháng. Thế mà anh cho tôi 2 tháng vừa khảo sát và vừa viết. Có thánh cũng không làm nổi. Việc gì ông phải đi khảo sát nhiều thế? Theo tớ nhá. Mỗi huyện ông chỉ chọn 3 cái thôi. Một cái đang có chiều hướng làm ăn khá, một cái trung bình và một cái yếu kém. Như vậy là phải khảo sát 10 hợp tác xã Vị trí là mất 50 ngày Còn 10 ngày để viết à. <laughs> Ôi ước gì có cái máy tự động cứ bấm nút một cái ra nghị quyết thì hay biết mấy. <laughs> Ông cứ cò kẻ bớt một thêm hai. Cứ như lái trâu ấy. Đúng hai tháng. Không thêm bớt gì nữa. anh cứ bảo tôi là người cò kè bớt một thêm hai. Giờ chính anh mới là người cò kè. <laughs> Chào chủ tịch <laughs> Chào kẻ bại trận Vào uống nước đã Thế ông là kẻ thắng trận đấy nhỉ Tớ vẫn ngồi ở cái ghế chủ tịch của tớ Chứ có như ông đâu Mà bảo tớ bại trận Uống nước đi Lên chơi hay có việc gì <laughs> Lên chơi thôi Thế bà Luận đi đâu mà không thấy ở trong phòng làm việc Ông định gặp bà Luận à Ý giờ Đi qua thấy vắng thì hỏi Bây giờ có việc gì mà phải gặp bí thư đảng ủy Bản giao xong xuôi cả chưa Chưa Mà tiên sư cái thằng ngọ với thằng lấu Chúng nó làm tớm với tay doanh Không còn đất để mà chui nữa Có chuyện gì vậy Hai lần mổ chó Ông và thầy Khoa Thầy hãn xuống ăn Ông có nhớ không Ăn rồi chó mà lại không nhớ Có chuyện gì mà liên quan đến chó Ôi giời lão ngọ cho nhập hai con chó ấy vào tiêu chuẩn lợn nghĩa vụ trong năm của nhà Tây Lấu. Đầu năm, nhà nó đã cân một con lợn 50 cân rồi. Đáng ra là phải gộp hai con chó ấy vào tiêu chuẩn đầu năm. Thì còn có cái cớ để mà nói. Đằng này cái thằng ngu ấy, lại ghi vào sổ là tiêu chuẩn nộp đợt hai. Trong khi lợn nghĩa vụ đợt hai đã cân đầu. Ông thấy nó có ngu hết chỗ nói không nào? Đúng là quá ngu. Ông có biết lão ngọ Tính cho tay lấu hai con chó nhách hết bao nhiêu cân lợn hơi không? Bao nhiêu cân? 40 cân. Hả? Hai con chó gầy như hai con mèo ấy mà tính những 40 cân, chết là phải. Chắc hắn cứ tưởng còn yên vị lâu cái ghế phó chủ nhiệm nên mới bố thí hào phóng như thế. Thế ai phát hiện ra việc này? Còn danh biết chỉ còn ai nữa?